Bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Em gái chiều lại Dĩnh thoát kiếp bị phong sát, sắp quay lại màn ảnh nhỏ với loạt phim cực đáng mong đợi. Việc em gái chiều lại Dĩnh là viên ban nghiên sắp tái xuất khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết, vào tháng 3 này, một ngôi sao từng bị phóng sát của buýt sẽ quay trở lại. Ngay lập tức, cư dân mạng đã bàn tán xem người sẽ được thả sắp tới là ai. Rất nhiều cái tên được nhắc đến như Đặng Luân, Viên Băng Nghiên, Lý Dịch Phong, Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, vừa mới đây, có vẻ như danh tính của ngôi sao này đã được xác nhận. Theo đó, có một tài khoản của Tencent đã đăng tải một bài viết về viên Bang Nghiên. Nhiều người cho rằng với sự nâng đỡ của Tencent, nội diễn viên này dường như không bị phong sát gắt như những ngôi sao cũng vướng bê bối chuẩn thế trước đó. Việc viên Bang Nghiên có thể tái xuất vào tháng 3 này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của công chúng. Đứng trước việc tái xuất của viên Bang Nghiên, hiện dư luận đang chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng lỗi của nàng tiểu hoa không quá lớn, hơn nữa cô cũng đã mau chóng nộp phạt nên có thể bỏ qua được. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng nếu viên băng nghiên có thể tái xuất mang ảnh nhỏ, thì những nghệ sĩ từng trốn thuế trước đó cũng nên được hưởng khoan hồng. Cùng với dự phóng sát ngầm mà viên băng nghiên phải chịu, hai dự án phim là mùa hoa rơi gặp lại chàng và khuyên thành diệt thanh hoan cũng bị nằm kho vô thời hạn. Nếu thực sự nàng tiệu hoa có thể quay trở lại giới giải trí, vậy thì hai bộ phim này cũng sẽ sớm được cởi chiếu để lấy lòng khán giả cả mùa hoa rơi gặp lại chàng và khuynh thành diệt thanh hoan đều được khán giả vô cùng mong đợi bởi cốt truyện hay tạo hình của dàn diễn viên cũng cực kỳ bắt mắt hiện tại các fan của viên băng nghiên cũng vô cùng hồi hộp mong chờ thần tượng có thể quay trở lại giới giải trí Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.